Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, có bao giờ bạn rơi vào tình huống chơi với người thì hết lòng, còn người chơi lại thì hết hồn chưa? Có lẽ sống cả nửa đời người, chúng ta ít nhiều cũng va phải những kẻ tiểu nhân như thế trong các mối quan hệ gia đình, công việc, phải không? Vì thế, để tránh kết giao nhầm người và phải chịu những mối họa không lường trước được, trong video này chúng tôi sẽ giúp bạn nhận diện ra những kẻ có ác tâm, gian xảo thông qua nét tướng và hành vi của họ. Bạn đừng nên xem thường từng chi tiết nhỏ này nhé. Bởi vì cổ nhân từng nói câu này không sai: hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Có nghĩa là tâm tốt thì tướng mặt át đẹp, tâm xấu thì tướng mặt sẽ xấu đi. Không để bạn đợi lâu, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn sau đây cách nhận diện kẻ xấu thông qua nét tướng trên mặt. 1. Mắt tam bạch, tứ bạch, nham hiểm, xảo trá. Mắt tam bạch là mắt lòng trắng lộ ở phải, trái, trên hoặc dưới lòng đen. Người ta thường gọi mắt tam bạch là mắt rắn. Mắt tứ bạch là mắt ở bốn phía lòng đen, trên, dưới, trái, phải đều lộ lòng trắng. Trong nhân tướng học, tướng mắt này còn gọi là mắt tội phạm, vì rất nhiều phạm nhân trộm cắp giết người mang tướng mắt này. Người mang tướng mắt tam bạch, tứ bạch thuộc dạng người ngỗ nghịch, tính cách thâm hiểm, hẹp hòi, lòng dạ nham hiểm. Họ bảo thủ hay coi thường người khác. Bình thường những người này không thích nói chuyện, vẻ mặt hiền hòa, nhưng chỉ cần bị chạm nọc là sẽ lộ rõ bản chất của mình, có thể làm những việc ác tay trời vô cùng nguy hiểm. Ngoài mắt tam bạch, tứ bạch thì tướng mặt người nham hiểm, mắt thường có một trong các đặc điểm khác như: mắt có nhiều tia máu đỏ, tính cách người này hung dữ, tâm địa xấu xa, hay nung nấu âm mưu hãm hại người khác. Mắt chớp nhiều khi nói chuyện, chủ nhân nham hiểm, hay lo trước tính sau, đa nghi. Mắt hay nhìn trộm, người này gian trá, buông thả. Mắt hay nhìn xuống đất, chủ nhân lòng dạ nham hiểm, tính tình ngang ngạnh, tâm địa nham hiểm hay tự ti. 2. Lông mày thô, mọc ngược hoặc dựng đứng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy ở những người nham hiểm, xấu tính thì lông mày các sợi không được mềm mượt mà rất khô cứng, các sợi mọc ngược hoặc dựng đứng lên. Họ thuộc kiểu người cương bạo, tính tình tàn nhẫn, háo sắc, ưa đấu tranh bạo lực. Sách Nhân Luân Đại Thống Phú có nói: lông mày mọc ngược mà thô là kẻ tính hay đa sát, dữ như lang sói. Người mà có lông mày quỷ còn gọi là quỷ mi, với các đặc điểm: lông mày sợi thô dài đen đậm, bể ngang rất rộng, phía đuôi lông mày có nhiều sợi lan xuống, nhìn như ép vào trong mắt, cũng thuộc tướng dữ, chủ nhân không lương thiện, thâm độc, thích giả nhân giả nghĩa. Kết giao với người này thì sẽ không biết lúc nào bạn bị hãm hại sau lưng với mức độ nguy hiểm như thế nào, cho nên tốt nhất nên phòng ngừa hay quan sát họ lâu hơn nếu bạn muốn kết giao. 3. Sống mũi nổi gồ, nham hiểm. Sống mũi nổi gồ cũng là đặc điểm dễ nhận biết ở tướng mặt người nham hiểm. Sống mũi của một người thường thẳng từ trên xuống. Người sống mũi nổi gồ thì trên sống mũi có điểm nổi gồ nhô cao lên hơn hẳn. Người có tướng mũi này thường suy tính sâu xa, thích tham vàng, bỏ ngãi, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân. Họ luôn có tâm lý đề phòng, cảnh giác người khác. Khi nói chuyện, họ cũng không thực tế, khiến mọi người cảm thấy mơ hồ, chán ghét, không muốn tiếp xúc. Ngoài ra, tướng mũi diều hâu cũng thấy nhiều ở người có tướng mặt nham hiểm. Mũi diều hâu, mũi khoằm có đặc điểm sau: sống mũi gãy, đầu mũi nhọn và trúc xuống, che khuất lỗ mũi, sống mũi thường cong, nhìn như hình móc câu. Theo nhân tướng học, những người có tướng mũi này rất độc ác. Họ dùng tất cả mọi thủ đoạn để mang cái lợi về cho mình, bất chấp cả nghĩa tình. Người có tướng mũi này tiền vận trung vận có thể giàu sang, nhưng hậu vận dễ thất bát, con cái phá phách,
tính tình dễ nổi nóng. 4. Răng sắc nhọn, hám lợi. Một người răng mà sắc nhọn như răng ma cà rồng mà chúng ta thường thấy trong phim truyện, thì cuộc sống hàng ngày họ là người rất hám lợi, ác độc, nham hiểm. Họ có thể bán đứng bạn bè, người thân, miễn là bản thân đạt được lợi ích. Nếu thêm răng không đều, mọc lộn xộn, thì tâm thuật bất chính, ích kỷ, tư lợi, nóng nảy, tính cách thất thường, nhân duyên xấu. Khi tiếp xúc với những người này, tốt nhất nên cẩn thận, đề phòng để tránh tổn hại về tinh thần, tiền bạc. 5. Xương quai hàm bệnh, nhô ra độc ác tàn nhẫn. Tức là có thể nhìn thấy xương quai hàm từ phía sau gáy. Người mang đặc điểm này thường nóng nảy, thô bạo, độc ác tàn nhẫn, nham hiểm. Nếu gia đình không giáo dục, dạy bảo tốt ngay từ khi còn nhỏ, thì lớn lên sẽ dễ trở thành giang hồ khét tiếng, không thích làm lụng mà chỉ chơi bời lêu lổng. 6. Môi thâm xì, nham hiểm. Môi thâm xì ở đây nói về bản thân người đó sinh ra sức khỏe bình thường. Môi thâm bẩm sinh chứ không phải môi thâm do bệnh hoặc do chế độ sinh hoạt kém lành mạnh như hút thuốc lá, uống chè nhiều, thức khuya. Dân gian có câu, những người mắt trắng môi thâm, đàn ông xảo quyệt, đàn bà chưa qua. Theo đó, người đàn ông mà môi thâm xì kết hợp mắt trắng là tướng xấu, thuộc tướng người xảo quyệt, nhiều mưu mô, thủ đoạn, tiểu nhân, cần tránh xa nếu không muốn gặp tai họa. Nếu người này còn hay có thói quen liếm môi, cười khẩy, thì họ có tâm địa, độc ác hay hãm hại người khác. Bạn thân mến, trên đây là 6 đặc điểm dễ nhận thấy ở tướng mặt người nham hiểm. Thực tế thì không phải ai cũng hội tụ cả 6 đặc điểm này, mà thường có từ 1 đến 3 đặc điểm trở lên. Biết được các đặc điểm này sẽ là cơ sở để bạn xây dựng được cho mình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác làm ăn tốt, tránh kết giao với kiểu người thâm hiểm sẽ nguy hại về lâu dài. Cách nhận diện kẻ xấu thông qua hành vi. Việc xem tướng để đoán tính cách một người có nham hiểm, độc ác hay không có thể sẽ mắc phải một số sai lầm, nhất là khi bạn không có sự nhạy bén để phát hiện tướng này có bị chỉnh sửa bằng công nghệ hay không. Cho nên, để chắc ăn hơn, bạn nên quan sát luôn những hành vi của họ trong đời sống. Tục ngữ có câu, sông sâu, biển thẳm, dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Bạn biết không, đôi khi chúng ta biết người, biết mặt mà không biết lòng, lỡ coi nhầm kẻ tiểu nhân, lòng dạ thâm độc, thiển cận, nhỏ nhen như bạn tốt. Người mà có thể trao hết niềm tin, nhưng chỉ đổi lấy âm mưu gây hại và toan tính lợi dụng của họ. Chính vì lẽ đó, người khôn ngoan muốn sống an yên, tránh xa thị phi và tai ương, nhất định phải rèn được cách phân biệt chính với tà, tiểu nhân với quân tử để biết cách bảo vệ chính mình. Tôi nhớ một trong 3 nhà văn lớn hàng đầu của triều Thanh là Ngụy Hy từng nói thế này: ta không hiểu như thế nào là người quân tử, nhưng nhìn vào khả năng chịu nhận phần thiệt của người ấy là sẽ biết. Ta không hiểu được như thế nào là kẻ tiểu nhân, nhưng nhìn vào việc tranh giành phần lợi của người ấy là sẽ biết. Trải qua nhiều năm đúc kết, người xưa vẫn để lại cho chúng ta những tiêu chuẩn nhất định để nhận rõ 2 loại người này. Nếu xung quanh xuất hiện người có 3 biểu hiện sau đây, nên tìm cách tránh xa, không giao thiệp gần gũi hay phó thác trọng trách. Còn không thì cũng phải tìm cách hành xử cẩn trọng từ lời nói đến việc làm để tránh rước lấy phiền phức cho chính mình. Thứ nhất, người có vẻ ngoài tử tế nhưng lại ngấm ngầm, đả kích, phá hoại. Loại người này bề ngoài rất lịch sự với bất cứ ai. Lần đầu gặp mặt đã có thể đối xử nhiệt tình và buông lời khen ngợi bạn rất nhiều để tạo thiện cảm. Nhưng theo thời gian, họ sẽ dần bộc lộ bản chất thật của mình, thường vô tình hoặc cố tình tung tin đồn thất thiệt về hình tượng, châm ngòi các mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh. Họ có thói quen thêm mắm dặm muối trong mỗi câu chuyện để tô đậm sự tiêu cực với mục đích là châm chích, phá phách, hại người. Điều đáng sợ của kẻ tiểu nhân là họ sẵn sàng nói những câu ác độc, gây tổn thương cho người khác, nhưng lại thường ra vẻ vô tình, vô tri hoặc vô tư thẳng thắn như bản thân họ tự nhận.
kẻ mang bản tính không hiền lương, chân thiện, nên hễ thấy ai hơn mình là sợ, là ganh, là có ác ý. Khi không thể thay đổi sự thực rằng mình thua kém người ta, thì chuyện lớn to đùng tới chuyện nhỏ xíu xiu, họ vẫn sẽ tìm cách đâm bị thóc chọc bị gạo cho hà giận, mà không biết rằng hậu quả mang tới chỉ toàn lợi bất cập hại. Những con người ôm lòng dạ nhỏ nhen như vậy luôn là mầm mống cho sự tiêu cực lan tỏa, khiến người xung quanh dần dần chán ghét và xa lánh. Thứ hai, thích làm khó dễ, có ý kiếm chuyện để gây sự. Kiểu tiểu nhân này thường đội lốt sự thẳng thắn để buông lời nặng nề, thậm chí là miệt thị và khinh thường, tạo cảm giác khó chịu cho người nghe. Họ luôn bới lông tìm vết, chuyện bé xé ra to, thích gây khó dễ với từng lời nói và việc làm của người mà lòng họ không ưa. Cho dù hành động của bạn xuất sắc thế nào, họ vẫn có thể biến tốt thành xấu dựa vào việc gây chuyện khiêu khích, ly gián và xúi dục mà khiến hình ảnh của cá nhân bạn bị ảnh hưởng xấu đi trong mắt mọi người. Chẳng hạn khi bạn hoàn thành công việc vượt chỉ tiêu đã đề ra của tháng, trong khi mọi người chúc mừng và khen ngợi, họ sẽ ngấm ngầm đặt điều rằng bạn thích thể hiện, nịnh hót cấp trên, biến các đồng nghiệp trong nhóm thành hòn đá kê chân chỉ để đạt mục đích sinh sự. Không chỉ thế, đây cũng là kiểu người nguy hiểm vì phường tiểu nhân sẵn sàng lợi dụng lúc người ta gặp nguy cấp để trục lợi. Họ sẽ tranh thủ thời cơ, biến sự không chính đáng của mình trở thành chính đáng. Từ đó, họ đạt được mục đích dễ dàng hơn mà còn có thể dẫm bạn xuống. 3. Ích kỷ, luôn đùn đẩy trách nhiệm cho các yếu tố ngoại cảnh và mọi người xung quanh. Họ chính là tuýp người đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Bình thường, quan hệ giữa đôi bên vô cùng tốt đẹp, còn anh em. Nhưng một khi trong công việc cần giúp đỡ, thì những kẻ tiểu nhân sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn, bo bo, giữ mình, thậm chí đáng sợ hơn còn tranh thủ dậu đổ bìm leo. Sự so đo tính toán chỉ hướng tới cái lợi của mình mà không quan tâm tới đại cục và người khác, nên khi gặp chuyện, họ cũng vội vàng đổ hết trách nhiệm, giả làm nạn nhân vô tội, bao biện cho những sai lầm đã xảy ra. Sở trường đổ vấy này khiến cho những người xung quanh họ dễ trở thành thế thân gánh nạn thay. Nếu kẻ tiểu nhân có mồm mép và quan hệ, kết bè kéo lũ để đổi trắng thay đen, chân tướng sự thật nhất định sẽ bị che giấu. Chỉ có bạn trở thành đối tượng chịu mọi lời oan. Đối với kẻ này, điều tốt nhất là phải xác định rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu. Làm gì cũng nên sử dụng giấy trắng, mực đen ghi rõ ràng, mạch lạc để phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm liên đới cho những người có liên quan. Như vậy, bạn có thể tránh khỏi tai ương, oan ức, mà đối phương cũng phải để tâm tới công việc chung cũng như kết quả của cả tập thể nhiều hơn, khó có thể vì lợi ích cá nhân mà buông bỏ đại cục. Quý thính giả thân mến, phải biết rằng cuộc sống luôn đa dạng những loại người và chúng ta cần phải tinh tế để phát hiện ra trước khi mở lòng đón nhận họ bước vào cuộc sống của mình. Chúng ta có thể gặp rất nhiều người tốt, đem tới năng lượng tích cực, là quý nhân để chỉ đường dẫn lối trên con đường thành công. Nhưng đồng thời ta cũng phải đối mặt với rất nhiều kẻ xấu, có thể kéo ta xuống vực thẳm và dẫm đạp ta trong bùn lầy. Do vậy, ở vào hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải học cách bình tĩnh để nhìn thấu bản chất đằng sau những biểu hiện dối lừa của phường tiểu nhân, ngụy quân tử. Bên cạnh đó, cũng đừng nên nhiễm những thói sơ bẩn của họ mà mất đi bản chất lương thiện vốn có của mình. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.